Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đang có mặt tại là phường 6 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Thì cụ thể hơn cách cái chợ đêm Mỹ Tho Tiền Giang khoảng là 400 mét thôi nha anh chị. Rồi, giới thiệu cho anh chị một cái ngôi nhà giá chỉ là 1 tỷ 800 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha anh chị. Khu thổ cư một trệt một lầu. Đó. Thì ở vị trí này là cách cái con đường ha. Lý Thường Kiệt khoảng là 200 mét thôi. Thì đây chúng ta đi ra nhìn khoảng là 3 40 mét đó là đường Trần Ngọc Giải nha anh chị. Đường Trục Giải thì nối từ Lý Thường Kiệt vào chợ đêm Mỹ Tho Tiền Giang. Vị trí rất là ok không? Nếu mà chúng ta có ba mẹ nè, hoặc là chúng ta muốn công tác hoặc sinh sống gần ở trung tâm thành phố thì đây là trung tâm thành phố mà. Ở đây thì đường trước nhà chúng ta là đường đan gần 5 mét anh chị không? Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vào tới trước nhà là thoải mái luôn. Đường thông thì khu dân cư san sát luôn. Thì ngôi nhà này xây trên diện tích đất là ngang năm dài chín nha. Thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ nha anh chị, hướng bắc, giá 1 tỷ 800 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Đó, thì ngôi nhà này là mới 100%, bảo vệ là 4 kính cửa nhôm sinh pha. Thì cái nền của ngôi nhà quý anh chị nhìn thấy rồi, nó cao hơn mặt đường chắc khoảng gần 5 tấc nha anh chị. Đó, sau này mà dự trù mà có làm đường trước nhà chúng ta an tâm. Thì tầng trệt này thì ở đây thì gia chủ vừa làm xong nhưng mà khoảng là 10 ngày nữa thôi là có khu vực gian bếp ở đây nha anh chị. Nếu quý vị thông cảm giùm em tại em cũng nôn nóng quá đêm quay. Thì đây chúng ta để salon sofa đó. Bên đây thì chúng ta để một cái tivi, chúng ta xem tivi sinh hoạt gia đình nha. Nó thì ở tầng trệt này phòng khách, gian bếp san kẽ ha, và một cái nhà vệ sinh. Thì toàn bộ ngôi nhà chúng ta là trần thạch cao, điện năm trần, đèn led ha. Thì nhà vệ sinh đầy đủ cơ bản, lavabo, bồn cầu, vòi sen, tường ốp gạch. Thì ngôi nhà chúng ta là tổng cộng là có 3 phòng ở trên cái lầu 1 hết nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ tham quan. Ở đây thì tay cầm bằng gỗ nè, song sắt bằng sắt nha. Gọi là nếu mà cái bậc cầu thang nè, đá hoa cương trắng đen. Đó. Đây có chỗ cửa sổ nè, lấy thoáng lấy gió cho ngôi nhà nha anh chị. Rồi thì ở trên đây thì là 3 phòng và một nhà vệ sinh chung ở trên đây ha. Rồi lên đây tham quan cái trái trước đi. Ở đây là có một cái phòng ngủ nè, đầu tiên thì nhấn nhá những cái ô gạch này, khá là đẹp nha anh chị thấy không, trông rất là phong cách hiện đại thời thượng nha. Thì dây điện ống đồng có sẵn, lắp cái máy lạnh vào là sử dụng nha anh chị. Thì phòng này thì chúng ta để giường, tủ quần áo, bàn trang điểm ha. Đây, ở đây là một nhà vệ sinh riêng, rồi chung ở trong phòng trên cái lầu một anh chị, lơ bố bồn cầu vòi sen, những màu nhấn nhá rất là đẹp luôn. Phòng ngủ thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ tham quan. Thì phòng này cũng tương đối là ok nếu mà chúng ta sử dụng nè, nó để giường, tủ quần áo, bàn trang điểm nè. Thì em nói ba phòng, cái phòng thứ ba là nó có gì nè. Thì phòng này em thấy nó cũng không lớn lắm, nhưng mà nếu quý anh chị có thể ở đây làm phòng thờ ở đây nè, hoặc là chúng ta làm một cái phòng gọi là gì, bàn làm việc, một phòng làm việc riêng cho mà người đàn ông của gia đình đó. Hoặc là nếu chúng ta phòng kho cũng được nha anh chị. Đây có một cái chỗ cửa sổ trước ngôi nhà ha, phòng ban công nhỏ nè. Ở đây chúng ta nhìn ra xung quanh phía sau ha, đối diện nhà chúng ta là không có mã mò nha anh chị. Khu dân cư là san sát luôn. Bên đây có một mảnh đất trống nè, nhìn qua bên đây đó, này là đường thông nha anh chị. Đó, trong một nhà cũng rất là nhiều luôn. Đường trước nhà chúng ta nhìn thấy 5 mét, đi ra là có 3 40 mét là tới đường Trần Ngọc Giải rồi, rất là gần đường lớn luôn. Đó, chúng ta ở rất là thuận tiện luôn. Và em xin tóm gọn ha, ngôi nhà chúng ta là tại phường 6 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, rất gần chợ đêm, rất gần đường Lý Thường Kiệt cho anh chị, và giá chủ đang kêu bán là 1 tỷ 800 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha. Và quý chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này, vui lòng liên hệ em Thức Bất Động Sản Miền Tây thì chúng ta sẽ đi xem nhà, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nha. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.